em mày đi rừng đúng. Ngày nào mày cũng theo chú từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm, chú chịu không nổi. Hả? Nó xin bóng cười mà anh có chơi bóng cười đâu. Em cho nó đi nó hút vào sáng luôn. Em lại đỡ lòng nào để cho một đứa bé lên chơi bóng. Thôi em ạ, nó hít thật đấy. Nó mà bay lên là anh không kéo nó xuống được đâu em. Rồi chúng biết ta đỡ vào để vào ánh mắt của nàng. Rồi bừng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. Vẫn hình mất 5 giây. Nhìn em bên ngoài tôi ấy ăn thức mấy tấm mình đặt vầy. Em đang tới chưa nhờ? Nhớ rồi thì làm một ly. Anh chỉ muốn phải bỏ hết đừng lo mình sẽ dài dập đi. Em là cô gái đẹp phải nói với em bằng những lời hay hò. Được vô cùng em khiến anh cảm thấy mình cũng rất dễ vào nay nọ. Em đang thôi lên anh bằng nụ cười thật xuyên. Cho anh cảm giác này em là người đầu tiên. Ngồi đây uống ly bất cứ nhưng lại thấy say em là chính. Nói thật này không dám cười đâu em từng nghĩ đó là thứ. Từng giờ đồng hồ chăm trôi mà chẳng một ai thích quan tâm đến. Ly này đi khám ba xe chưa chơi hai ta mới chỉ hơi chết. Anh ngồi uống rượu thì được giải bày những điều nói ra cũng khó. Thì mà là anh đã kết em giờ đó nói điều làm cho uống đi mà. Hơn là
quay trên video nữa. Đó. Da mặt của Hùng sau khi mà rửa sạch lại với nước, mọi người thấy không? Nó rất là mịn. Và Hùng chắc chắn 100% rằng là những người bạn nào chúng ta muốn có một làn da đẹp, trắng, sáng, căng mịn, mọi người xài bột yến mạch xong thì mình sẽ đáp ứng được đúng cái yêu cầu đó. Và bạn nào quan tâm về sản phẩm này, mọi người hãy inbox trực tiếp cho Facebook Trần Quang Hùng để mọi người có thể được tư vấn và đặt hàng nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.